lộ hành trang của Hồ Văn Cường mang theo khi ra riêng, muốn đi con đường âm nhạc độc lập phải gặp điều này, fan hết lòng hỗ trợ. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hai show diễn của Hồ Văn Cường tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp, fan Hồ Văn Cường khắp nơi đã về tham dự. Tình yêu idol đã khiến họ tham dự hai show liên tiếp của nam ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau show diễn, một người hâm mộ viết: "Sống trong showbiz với một người bình thường thôi thì đã khá gian nan rồi, nếu không có ai dẫn đường đưa lối. Huống hồ cậu với một gia cảnh khó khăn, không thân không thế, gia đình nông dân nghèo ở vùng quê xa xôi. Hành trang để thật sự cho cậu bắt đầu đến với con đường âm nhạc độc lập là tai tiếng và đau thương. Dù các anh chị cô chú trong showbiz thương cậu, hiểu cho cậu, nhưng thật sự lại không dám lên tiếng nói cho cậu. Vượt hết mọi thứ, vẫn còn người bác ấy đứng ra, kéo cậu vượt qua mọi thứ. Người hỗ trợ cậu, giúp cậu vững tin, luôn có hậu phương cho cậu. Các cô giáo âm thầm giúp cậu tinh thần, giúp cậu rèn luyện để hoàn thiện bản thân hơn. Cậu lặng lẽ học tập phấn đấu để cho ra các sản phẩm âm nhạc cho khán giả chờ đợi cậu. Những FC ủng hộ cậu vào khoảnh khắc sóng gió của 2 năm trước đã đau xót thế nào, đã đấu tranh bảo vệ cậu trên mạng xã hội như thế nào. Chỉ mong cậu nhìn thấy vẫn luôn có người yêu thương và bảo vệ cậu. Mong cậu không bỏ mặc tất cả, đứng vững trên đôi chân của mình. Cậu của hiện tại xuất sắc không tưởng, trưởng thành chững chạc, trầm tĩnh nghiêm túc trong từng sản phẩm âm nhạc của mình. Nghiêm túc đứng trên sân khấu của mình, nghiêm túc trong từng bài hát mà cậu biểu diễn cho khán giả của cậu. Mỗi đêm diễn là một sự đột phá, đêm sau hay hơn đêm trước. Mỗi lần cậu xuất hiện là khán giả phải trầm trồ. Mỗi bài hát mới của cậu là khán giả về thao thức không thôi. Cậu biến đổi mỗi ngày, thử thách bản thân mỗi ngày. Ai nghĩ được cậu sẽ hát cả một bài cải lương ở sâu mây Cần Thơ? Ai nghĩ là cậu hát tình ca chờ đông ra giết như thế? Có ai ngờ đêm tâm sự mà lần đầu cậu hát tại Hà Nội sâu tình phụ tử, khiến bao người về không ngủ được, chỉ muốn tâm sự cùng cậu thôi. Lại càng không dám tin cậu lại thử sức mình với Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Tiếp theo nữa là thổi hồn vào nỗi buồn hoa phượng lại day dứt như thế. Quá nhiều sự thay đổi từ cậu, và với bản nhạc Trẻ Tình Thôi Xót Xa đã quá ấn tượng với nam ca sĩ Lam Trường, thì cậu đã làm mình tin rằng không có gì là cậu không làm được cả. Mình quá thích cách cậu đứng trên sân khấu biểu diễn đơn giản, chân thành. Càng thích hơn cách cậu cư xử với bạn diễn. Đối với các ca sĩ đàn anh đàn chị, cậu cẩn trọng kính lễ. Đối với đàn em, cậu nhẹ nhàng quan tâm. Đặc biệt thể hiện cậu diễn cùng bé Thảo trong show Không Tên vừa rồi, luôn nhìn em, luôn để ý xem vị trí em đứng có bị khuất hay không. Luôn để ý nhắc em vào hát, luôn nhìn Quốc Linh để ưu tiên cho Linh hát. Đặc biệt là luôn đứng sau lưng bác Sơn, thể hiện sự kính trọng của mình với người thầy của mình. Đối với khán giả thì không cần phải nói, vì đã nói rất nhiều lần. Cảm ơn khán giả theo cách của riêng cậu. Cả nhà đã quá hiểu cậu rồi, con đường showbiz không dễ đi tí nào. Nhưng chỉ cần cậu lao động học tập rèn luyện chăm chỉ, cậu cứ vững tâm đi trên con đường mà mình đã chọn. Cậu cứ cho ra những sản phẩm âm nhạc chân chính. Tình cảm từ trái tim sẽ đi đến trái tim, cậu mang đến năng lượng và kết nối cho khán giả, cho FC Xanh Đọt Chuối, thì mọi người sẽ đồng lòng mang lại cho cậu tất cả sự yêu thương và ủng hộ. Chúng tôi yêu thương cậu và vô cùng tự hào vì cậu. Mong cậu mãi như thế này. Cả nhà thương cậu. Fan Hồ Văn Cường chờ show diễn mới, nhắc fan không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nam ca sĩ. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, trong thời gian chờ đợi show diễn của Hồ Văn Cường sắp tới, mới đây fan của nam ca sĩ đã chia sẻ về những tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho Hồ Văn Cường. Cụ thể một cư dân mạng viết: "Ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Nhớ ngày tháng 10 năm biến động ấy, mình vì thương Cường bị bắt nạt trên mạng xã hội mà có tham gia vào các group tìm hiểu về Cường, về hội nhóm lập ra để bênh vực Cường. Từ một người không quan tâm gì đến các scandal mà trở thành người hóng hớt thần sầu. 12 tiếng trên ngày hóng chuyện của Cường, càng hóng nhiều thì càng thương Cường. Mình bắt đầu viết bài bênh vực Cường đăng trên các hội nhóm, được nhiều người yêu thương Cường, like chia sẻ, rồi kết bạn với nhau, mọi người đưa mình vào các nhóm Messenger để hóng được nhiều hơn. Khi tham gia vào các nhóm, mình mới thấy được số người yêu thương, bênh vực Cường nhiều lắm và bàn tán rất sôi nổi. Chỉ cần làm việc kín 4 tiếng, mở máy ra là hàng trăm tin nhắn chưa đọc, mà 4-5 nhóm như vậy thì phải dành 2-3 tiếng buổi nghỉ trưa để kéo lên đọc mới hết. Hầu như gần 2 năm mình không biết đến nghỉ trưa là gì.
vừa đọc vừa viết bài về Cường, vừa tranh thủ đọc bình luận của mọi người nữa. Khi tham gia các nhóm group, mình phát hiện ra những vấn đề sau. 1. Số lượng người thương Cường là rất nhiều. Fan cũ fan mới, nhiều nhất là fan mới, những người chỉ biết đến Cường trong ngày biến động ấy. Họ thương Cường vì nghĩ đến con cái mình cũng bằng ấy tuổi, nhưng không sóng gió ba đào như vậy. Mọi người yêu thương Cường bằng cái tâm của một người làm mẹ, làm bà. Họ đặt Cường vào hoàn cảnh con cháu mà yêu thương. Kiểu nếu Cường mà là con cháu mình, thì mình sẽ không hiền lành, im lặng như thế, sẽ không để cho người ta vùi dập như thế. Ngoài ra mọi người còn vì tiếc cho một tài năng bị vùi dập, sợ rằng Cường sẽ không còn cơ hội thể hiện tài năng ấy nữa. Bằng trái tim của một người mẹ, các mẹ đã giang tay ra để bảo vệ Cường cho tới tận ngày nay. Và tôi cũng yêu Cường bằng một trái tim như thế. Tôi có con trai kém Cường 1 tuổi, nhìn con mình vô lo vô nghĩ, vụng dại. Tôi tự hỏi nếu con mình rơi vào hoàn cảnh như Cường thì sẽ như nào? Mình sẽ làm gì? Nghĩ thôi tôi đã thấy khó thở rồi. Còn các mẹ các bà nghĩ gì? 2. Ngày Cường xảy ra chuyện, sức nóng của Cường rất hot. Đâu đâu người ta cũng đưa tin về Cường, các hội nhóm mọc lên như nấm. Có hội nhóm do fan lập ra, nhưng cũng có nhiều người lợi dụng sức nóng tên tuổi của Cường, lập group sau đó bán group. Nhiều kênh YouTube cũng ra đời, nhiều báo lá cải ăn theo. Tất cả tạo nên một mê hồn trận, bát nháo loạn xị ngầu. Và fan Cường hầu hết các bà các mẹ, non về công nghệ, về kỹ năng chọn kênh, chọn báo để đọc, nên những ngày đầu rất mất phương hướng, tin tất tần tật những gì người ta viết. Tôi may mắn hơn một chút vì công việc mình làm, nên sàng lọc được tốt hơn, chọn đúng nhóm, ủng hộ đúng kênh, đọc phân biệt được tin đúng, tin sai, nên những bài viết tôi đăng được mọi người ủng hộ, tin tưởng. Đặc biệt tôi tôn trọng sự thật, không vì yêu mà phải nói những lời có cánh, vì ghét mà nói lời cay độc. Fan Cường cũng đủ trình độ, thành phần xuất thân, nhận thức cũng khác nhau nên cũng không tránh được bất đồng quan điểm, rồi chia nhiều phe phái. Đặc biệt với bản tính các mẹ nên hơi nhiều chuyện, can thiệp quá nhiều chuyện riêng tư. Hay tưởng tượng tình huống, đặt nhiều giả thiết, rồi nghĩ ra nhiều lý do, xong lại ngồi tám với nhau, không hợp ý lại cãi nhau. Mẹ nào cũng nghĩ mình như vậy là khôn khéo, thông thái hơn, yêu thương hơn. Chính vì vậy mà sau một thời gian ngắn tham gia các nhóm, tôi đã lần lượt thoát ra cả, không tham gia bất kỳ một nhóm kín nào. 3. Bây giờ Cường đã cứng cáp rồi. Cũng nhờ vào tình yêu thương của các mẹ, các bà cả. Các mẹ các bà đã làm rất tốt rồi. Tôi rất thích hành động ủng hộ quỹ nhóm của mọi người vì đây chính là cách để fan club phát triển mạnh. Tập thể là phải có quỹ mới hoạt động được. Nhưng vẫn mong các mẹ, nếu được hãy bớt chuyện phiếm, bớt tám tào lao để tránh mất đoàn kết. Nếu có gì không vừa lòng nhau thì đóng cửa bảo nhau, đừng tung hê lên nhóm làm gì, vạch áo cho người xem lưng thì lưng mình cũng bị lạnh.